Mercedes-Benz có thể tung nhiều bom tấn mới tại Việt Nam ngay tuần này. Sau khi BMW kép và Audi vẫn im hơi làng tiếng từ đầu năm 2020, thì Mercedes-Benz đã bắt đầu chuẩn bị cho loạt xe mới sắp ra mắt. Theo dự kiến, Mercedes-Benz Việt Nam MBV sẽ tổ chức một sự kiện vào ngày 6 tháng 3 tới đây. Hiện tại, liên doanh Đức vẫn chưa tiết lộ thêm thông tin chi tiết về sự kiện này. Tuy nhiên, theo truyền thống, hầu hết các sự kiện của MBV đều gắn liền với việc ra mắt xe mới. Việc Mercedes-Benz có thêm sản phẩm mới tại Việt Nam ngay trong tháng 3 cũng phù hợp với thông tin mà tư vấn bán hàng đại lý chia sẻ từ trước. Trong những tháng gần đây, một số mẫu xe phiên bản mới sắp ra mắt của hãng xe Đức đã được tiết lộ sớm như C-180, GLB-200, GLC-300, GLS-450. Bởi vậy, có thể kỳ vọng sẽ có những mẫu trong số đó xuất hiện trong sự kiện sắp tới. C-Class C-180 Mercedes-Benz có thêm phiên bản giá rẻ cho dòng sedan bán chạy nhất của hãng tại Việt Nam là C-Class. Phiên bản này là C-180, được định vị dưới C-200. Mức giá dự kiến của C-180 mà đại lý chào đặt cọc là khoảng giữa 1,3 tỷ và 1,4 tỷ đồng. Giá C-200 hiện dấp xỉ 1,5 tỷ đồng. Trang bị chi tiết của Mercedes-Benz C-180 vẫn được giữ kín. Người bán cho biết xe sẽ có nhiều điểm tương đồng với C-200, từ thiết kế nội, ngoại thất, tiện nghi và ngoại trừ động cơ là loại 1,5 lít tăng áp, máy xăng, công suất 156 mã lực, mô men xoắn 250 Nm. Động cơ này là loại rút gọn motor điện so với loại trên C200 nên công suất thấp hơn. Thiết kế bên ngoài C180 cũng được tinh chỉnh một chút để phân biệt với C200. GLB, GLB200 Đối với xe gầm cao, mẫu xe hoàn toàn mới được trông chờ về Việt Nam, Mercedes-Benz GLB. Mặc dù người bán cho biết GLB có thể xuất hiện trong quý 2, cụ thể khoảng tháng 6 năm 2020, nhưng vẫn có thể hy vọng mẫu xe này nằm trong 7 sản phẩm mới mà MBV sắp giới thiệu. Phiên bản hứa hẹn về Việt Nam là GLB 200, với gói trang bị thể thao AMG Line. Động cơ có thể là loại mới của Mercedes-Benz, dung tích 1,33 lít, công suất 163 mã lực, mô men xoắn 250 Nm. Xe được trông đợi sẽ có hệ dẫn động 4 bánh 4 Matic, Mức giá đồn đoán dành cho GLB 200 là khoảng trên dưới 2 tỷ đồng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc. Mercedes-Benz GLB là SUV 7 chỗ, bố trí ghế dạng 5+2. Xe được phát triển từ khung gầm của A-Class nhưng chủ cơ sở dài hơn 130 mm so với GLA. Đây là lựa chọn thay thế cho GLC cùng tầm tiền nhưng mục đích sử dụng khác nhau. GLC GLC 300 Mặc dù GLC bản nâng cấp 2020 đã được giới thiệu từ tháng trước nhưng chưa đủ phiên bản. MBV đã cho ra mắt GLC 200, GLC bốn matic, đồng thời hé lộ bổ sung hai phiên bản khác của GLC lắp ráp trong nước. Theo dự đoán, một phiên bản trong số đó là GLC 300 4 matic. GLC 300 lần này được chuyển từ nhập khẩu châu Âu sang lắp trong nước, so với phiên bản nhập khẩu từng được bán vào cuối năm 2019. GLC 300 lắp ráp có thể sẽ có thêm một vài điểm khác về trang bị, giá cũng sẽ rẻ hơn. Động cơ nhiều khả năng dùng chung loại 2 lít mới, công suất 258 mã lực, mạnh hơn bản cũ. Mức giá hiện tại của GLC 300 nhập khẩu là gần 2,56 tỷ đồng. GLS, GLS 450 Dòng SUV lớn nhất của Mercedes-Benz là GLS cũng có thể được nâng cấp trong lần này. Phiên bản bán tại Việt Nam sẽ là GLS 450 4Matic. Mức giá dự kiến được tiết lộ sớm từ đại lý cho GLS 450 là 4,909 tỷ đồng. Dòng xe này cũng sẽ bỏ các tùy chọn máy dầu và chỉ có máy xăng. Mercedes-Benz GLS là bản 2020 là thế hệ mới hoàn toàn. Đi cùng mức giá tăng khoảng 300 triệu đồng là rất nhiều điểm mới. Kích thước xe lớn hơn hẳn thế hệ cũ hãng xe Đức cam kết 3 hàng ghế rộng rãi, với hàng ghế thứ ba có thể vừa một người chiều cao hơn 1,9m. Thiết kế nội ngoại thất xe cũng khác biệt hẳn so với trước đây. Động cơ xe là máy 6 xi lanh, dung tích 3 lít, công nghệ mới, công suất khoảng 367 mã lực và mô men xoắn 500 Nm. Mr. Ben, mang xe hơi đến mọi gia đình.